Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục không công nhận chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden, ngược lại tin tưởng chiến dịch của ông sẽ giành chiến thắng. Bình luận trên Twitter ngày 10 tháng 11, Tổng thống Trump viết, chúng ta sẽ chiến thắng. Trong một dòng bình luận ngay sau đó, ông viết, chúng ta đang đạt được tiến bộ lớn, kết quả sẽ có vào tuần tới, hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hiện chưa rõ chủ nhân Nhà Trắng ngầm chỉ kết quả nào, nhưng đến nay chiến dịch của ông vẫn chưa công nhận ứng viên Dân chủ Joe Biden chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trong bối cảnh một số bang tiếp tục kiểm phiếu. Đội ngũ của ông Trump đã theo đuổi hàng loạt phụ kiện với cáo buộc có gian lận kiểm phiếu tại một số bang chiến trường như Pennsylvania, Michigan. Bộ trưởng Tư pháp William Barr đầu tuần này đã bật đèn xanh cho các công tố viên liên bang điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, cuộc chiến pháp lý cũng khó có thể làm thay đổi cục diện bầu cử. Kết quả theo công bố của truyền thông Mỹ cho thấy ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 290 phiếu đại cử tri và hơn 76 triệu phiếu phổ thông. Trong khi đó, ông Trump giành 214 phiếu đại cử tri và hơn 71 triệu phiếu phổ thông. Nhà Trắng giới thiệu tài liệu 234 trang cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Nani xuất hiện trên truyền hình và giới thiệu về 234 trang tài liệu mà cô tuyên bố là bằng chứng về gian lận trong bầu cử năm nay. Ngày 10 tháng 11, thư ký báo chí Nhà Trắng Nani đã xuất hiện trên đài Fox News và đưa ra một tập văn bản có 234 trang bao gồm lời tuyên thệ từ nhân chứng mà cô tuyên bố là bằng chứng về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ngoài ra, Nani cũng liệt kê ra những trường hợp bất thường mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phát hiện ra. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa John Najarian cũng xuất hiện trên Fox News và tuyên bố phía ông Trump sẽ thách thức kết quả bầu cử đến cùng. Theo tiết lộ của bà Najarian, phía ông Trump tới nay đã nhận được thông báo về tổng cộng 11.000 nghi vấn gian lận bầu cử từ các nhân chứng và đã tổng hợp khoảng 500 bản tuyên thệ từ các nhân chứng. Họ vẫn đang tiếp tục quá trình xác minh các thông báo. Động thái của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh ông Trump từ chối nhận thua trước đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden. Ngày 7 tháng 11, các hãng tin Mỹ tuyên bố đã tính toán và dự đoán ông Biden là tổng thống đắc cử. Ông Trump phản bác điều này, cáo buộc ông Biden thắng là nhờ gian lận và tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Cô Nani cho biết 234 trang tài liệu cô đang nắm trong tay thu thập từ hạt Wayne, Michigan. Đây là 234 trang tuyên thệ từ những người thật, những cáo buộc thật với chữ ký của công chứng viên. Tại hạt Wayne, trong một lô phiếu bầu, 60% phiếu có chữ ký giống nhau, 35 phiếu không có lịch sử cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm, 50 phiếu được chạy qua chạy lại nhiều lần trong máy đếm. Một phụ nữ nói rằng con trai của bà ấy đã qua đời nhưng vẫn ghi nhận đã bỏ phiếu. Cô Nani nói, đây là ở một hạt nơi mà các giám sát viên bỏ phiếu của chúng tôi bị quấy rối, bị gạt sang một bên. Cô Nani nói, chiến dịch của ông Trump nộp đơn kiện ở Michigan hôm 9 tháng 11 cáo buộc rằng các giám sát viên không được sắp xếp ở vị trí đủ gần để theo dõi xem điều gì xảy ra theo đúng nhiệm vụ của họ. Phía tòa án Michigan chưa đưa ra tín hiệu về cách họ xử lý đơn kiện của phía ông Trump, nhưng trước đó, một vụ kiện có nội dung tương tự đã bị gạt bỏ nhanh chóng vào ngày 5 tháng 11 với lý do không có đủ cơ sở hay bằng chứng pháp lý. Trong khi đó, bà Janier cũng cáo buộc một số phiếu bầu qua thứ ở Detroit được đưa tới giữa đêm nên những quy trình đó không thể giám sát, mặc dù một thẩm phán ở Michigan trước đó từng tuyên bố rằng cáo buộc này không có bằng chứng. Giới chuyên gia cho rằng các động thái pháp lý của ông Trump khó có thể lật ngược tình thế khi ông Biden hiện dẫn trước ông Trump hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm phiếu, ở các bang chiến địa và nhiều bang đã kiểm phiếu gần xong. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.